Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của em nhé. Hôm nay em lên sóng bán cho các anh em hai con chim mộc nhé. Đây có em còn hai em này thôi. Em này là em số 10 và em số 5. Bây giờ em sẽ quay sát đầu mặt mũi cho các anh em xem con số 10 nhé. Em số 10 này có giá là 900.000 các bác nhé. Đây, quay sát cho các bác xem này. Đây, quay chân các bác trước nhé. Đây, chân này các bác này. Chân xương nhá, móng miếc đầy đủ hết nhá các bác nhá. Em ơi, em giam động vào con số 10 này cho nó lên cầu một tí. Động nhẹ nhẹ cũng hộp đấy, đi. Động nhẹ nhẹ thôi. Đấy, cho lên. Rồi, đây này, mặt mũi nhá các bác, đứng đi đây. Đấy, mặt mũi đây nhá. Em này lông này. Đấy các bác nhá, đây mặt mũi này. Đấy, mắt xanh nhá. Chim già rừng các bác nhá. Dành cho anh em khai thác nhá. Dáng rất đẹp. Đấy, em này là 900.000 này. Bây giờ em sẽ quay tiếp đến em số 5 nhá các bác nhá. Đây số 5 đây. Em số 5 này thì còn nguyên lông rừng mà vẫn hơi ấy nhá các bác nhá. Mã chim này hơi xước, đầu hơi xước bị họa mi không tránh gì đâu các bác ạ. Em này với giá là 650.000 các bác nhá. 650.000 cho em số 5 nhá các bác nhá. Đấy. Mặt mũi hơi sầy xước này các bác này. Đấy. Chim đang mùa thay lông. Đấy các bác này, nhìn này, đây mắt này. Nói chung là không tránh được đâu các bác ạ. Mi mọc thì ai nuôi xước đầu đâu, không tránh đầu đây. 650.000 nhé các bác nhé. Đây. Chân tay lành lặn nhé các bác nhé. Không ấy đâu nhé. Không bị ảnh hưởng bất cứ cái gì đâu nhé các bác nhé. À, 650.000. Bác nào mà bồ kết em nào thì alo cho em nhé. Đây. Một là em số 10. Em số 10 là ô trên này các bác nhá. Em số 5 là ô dưới này. Em số 10 là 900.000. Em số 5 là 650.000. Bác nào mà bồ kết em nào thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin chào tất cả các bác nhá.